Ba sơ sơ đây, mẹ thầy con khả nít là dương rin bì mẹ rin thị bà muối. Đã tông tên lờ ca cực cực rôn tên lờ dư sơ, tên lờ ô bà có mẹ kết tình. Chẳng ở nít kê chì ọp chì chìu bà vía, nè nhu mà rịp chào mó. Ba lờ dương dô bì, dương xoay dô bì dư sơ sân. Sẽ thay dư sơ. Dư sơ cứ bà sơ bạp thơ ca lục in tên lờ ô bà có network. Chứ thông mà đã ổng có nền bước vì tay mình dùa user ấy. Đồng bây ở dường thuê ca lục ý nè. Nhưng trong xua tha hạt ấy cho mạch mình user. Chứng nhìn lục ý cho nông device nước đồng bây ấy. Đồng bây thuê ca cực cồn. Từ lực ổng có mùi nâng. Nó phạm đồ setting configure từ lực ổng có nâng. Hãy nửa lơ mày gật thích. Vì mình đi full user bảo vệ. Và nơi lơ ổ bộ có xem xét của mình này. Vì mình đi full user bảo vệ. Hay là nít xem là đi full user bảo vệ cứ admin. Hay password ở mình thế, no password. Chính là bây để mong bộ ổn lọc châu khăn ổ bộ có mạng tích máu. Vì lột máu cứ dừng lục in một bộ cứ tìm đi password thì. Và lấy nhầm châu là mong bộ ổn bớ. Thế thay ở lên cho nhầm bậc cát lẹp mùi tiết. Đã thay cho. Ok, ở lên nhầm đã. Nhầm vô mấy cái tích nhầm mùi máu. Sell. Nhầm vô cloud mùi. Chính là bây giờ nhóm bạc mấy cái tịch máu. Và nó bây giờ nhóm bạc mấy cái tịch máu nhóm bị bỏ IP ảo nhóm. Ní, bỏ ở mạng address. Xem nhập vào mấy cái tịch mới ní. Chúng mà nhóm chọn thư ca lục in. Nhóm mặt vài password thì bộ password ở miền thì chương dương đã thơ. Username thơ hay password bà lệnh hay cho connect. Bên châu đấy. Và nó bên châu hát vì tìm tìa dưỡng đồ password. Chúng password dưỡng miền tế. Anh xem mẹ version 7 ở dưỡng đồ password. Anh ở miền tế password dưỡng blank. Admin. New password. Admin. Ok, change now. Bên châu bán đấy. Anh nâng nửa bên này dưỡng login châu ổng có một đồ. Tạo lấy châu mê riêng dưỡng viên. Nên tại tôi nâng group và nó bây giờ bóng phòng lục cho tất cả mình group via. Nhưng chẳng xin mẹ đi full user với vị trí admin này. Nhưng chẳng dừng ai cả bàn được nâng group. Mình đi bóng phòng cho máu. Mình cho system. Mình cho user. Mình cho user máu. Chẳng hãy đi mình group ở via. Chúng là user admin dưới nó không group nào này full option này full policy full chúng là này read này write chúng full vì ai thuộc bàn được không admin những ai cài con biết bàn được không nên smart user admin nhưng giờ full permission với full miễn bài miễn full miễn read miễn write. Chính xin mẹp ra nhưng kết thả thật vì mình thời bằng cách cho mó. Nhi vì mình tuần ti bằng năng xin mẹp ra rít. Hay rít xin mẹp ra xin mẹp thơ bằng này. Bên tay bóng phong này cài bàn. Cài bàn chứ. Nói vì mình bày group permission bảo vệ. Hay xin mẹp đi full user với chỗ permission full permission này. Thật là những châu mê riêng dương vĩnh. Anh ấy nè tệ tông chỉ mùi nâng full group vì mình thơi phát. Chỉ thông mà đó anh ấy cứ nặng. Ở dưới nè. Ta tôi là tìm mùi nè để xạ xong chỉ mùi nâng. Full group nâng. Permission full option nâng. Chứ vì mình xin đi network administrator. Xem là admin còn ai còn biết sật. Chứ còn vô full permission.
admin tiệt admin administrator respond create and creating device ประกาศชั่วให้แต่ตรงจมูกน้องโพสันติลคอลบ้ามันจะเจอ user หรือก็ hotspot อันนี้ความจะอุติฮอร์เนี่ยอันนี้สมัยริดกรุ๊ปจึงสมัยริดกรุ๊ปแต่ยังกูดักเจอ user มวยนาจังอ่ะ user สมัยแก analyze network analyze respond basic ระบบ shooting จังเตอร์ก่อนเพื่อการ monitor หรือก็ระบบ shootแล้วก็นักคอเบสิกจังนะจังเอากดทำเรตเตอร์อันนี้แต่โตจะมือหนึ่ง Network Security Responder Log Monitor ให้หนึ่ง Analyze ตัวมือ Network อันนี้สมัยไรท์ Permission Right Permission อันนี้สมัย Network Administrator ได้แก่ Responderตำรวจเขาเตือนเลยการบันทึกนั้นระบบสื่อถึงเน็ตเวิร์กในแต่ตรงจำนวนจำนวนการได้จำนวนการระบบทางแอดมินิสเตอร์ได้ได้ก่อนมีจำนวนทางระบบสื่อนั้นอันนี้แต่ตรงจำนวนหนึ่งคัสตอมกรุ๊ปจังจิตหอมได้นี่permission មាន3នេះក៏អាចលុបបានទេបងប្អូនអាចលុបបាននេះដោយសារវាជា default វាពី machine មកពី machine marketing មកអញ្ចឹងអត់អាចលុបបានទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនអាចបង្កើតថ្មីបានអញ្ចឹងបងប្អូនញ៉ូចុច create new មក custom មកនេះចូលមកនេះបងប្អូនចង់បង្កើតក្រុមថ្មីចុចលើក្រុមមកហើយចុចពាក្យថា add មកនេះបាទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាច add បានអញ្ចឹងអាចបង្កើតក្រុមមួយទៀតបានប៉ុន្តែអា3នេះគឺអត់អាចលុបបានទេខ្ញុំបង្កើតបានណាប៉ុន្តែសម្រាប់អាចចាស់សម្រាប់3នេះ full read write នេះគឺលុបអត់បានទេតែយើងអាចបង្កើតថ្មីបានហើយខ្ញុំលុបចេញវិញអានេះវាតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើក្រុមបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចធ្វើខ comment ខាងក្រោមនឹងអរគុណ